Rồi em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ thông tin ở trên màn hình ha. Là số điện thoại của em là 0348 3083 ha. Mọi người gọi điện hoặc là lúc bận thì mọi người có thể nhắn tin để lại tin nhắn giùm em ha. Rồi bên em bán hàng thì khách hàng mới mua hàng lần đầu thì vui lòng chuyển khoản nha. Em gửi hàng. Rồi giá thì chưa có tính phí ship. Rồi khách quen rồi em ship COD luôn nha. Chốt hàng là em ship đối với khách quen mua quen rồi. Hoặc là chuyển khoản thì thông báo giúp em ha. Rồi hôm nay cái video hôm nay là mã số ha, 257. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo mới về các video em đăng lên. Rồi nay giới thiệu mấy món đồ sau đây ha. Nay có quạt Japan, quạt 12V ha. Quạt xài bình đó mọi người. Hoặc là xài qua adapter cũng được. Rồi có cây bấm cốt nè, bấm cốt thụy sĩ nè, Tico. Rồi dao đa năng thụy sĩ ha. Với cây vít thục và xeo nè ha. Rồi cây này là cây dũa đó. Cây này của Pháp, cây này là cây búa để leo núi nha mọi người. Mọi người có thể để xe ô tô hoặc nói chung nó là búa leo núi, nó bằng nhôm, đầu bằng thép ha. Đó. Rồi cây cờ lê 4 đầu nè, rồi cái đồng hồ của Japan Citizen ha, rất là đẹp luôn. Rồi giờ em giới thiệu vô từng chi tiết từng món nha. Đây cây này thì quá quen thuộc rồi. Cái cây chỉnh cái hôm lưỡi cưa nha mọi người. Đó. Chỉnh lưỡi cưa mọi người xài cái cưa nó bị khép cái lưỡi lại, mọi người chỉnh bằng cái này ha. Rồi mình sẽ dũa lại thì nó ok, nó đều bon cái lưỡi mình nè. Này nó có để mili cho mình chỉnh. Đó. Rồi hàng của Nhật của thương hiệu là Somat ha. Somat của Nhật. Cây chỉnh lưỡi cưa này mã số 1 nha, 300.000. Đây về một cây của thụy sĩ nè mọi người. Cây kèm bấm cốt nha. Kèm cốt Tico. Cốt này cốt 2 tầng mọi người, cốt mà thường thấy trên xe máy á. Rồi thông số code là nó nằm trên đây hết nha. Mọi người coi nè ha. 1.25 nè. 0.85. 0.5. Rồi 0.2 đến 0.3. Nó có 3 cỡ nè mọi người nè. 3 cái chỗ để mình bấm ha, ABC. Một cái bộ lưỡi. Rồi ở đây nó là giống như cái cử mọi người. Đó, cái phần lưỡi là nó nằm trong đây thôi, còn cái phần bên má này là như cái cử vậy, mình căn chỉnh mình bấm cho nó nhanh. Rồi hàng này thụy sĩ bao cứng luôn nha mọi người. Rồi, mọi người xem cái thân nó bằng thép rất là dày nha, chắc tay cầm bấm rất là đã, rất là nhẹ luôn. Thiết kế nó là chưa trợ lực nè, trợ lực nên nó rất là nhẹ. Tay cao su cầm rất là êm. Rồi kích thước nó là 23cm nè. Rồi cái kiềm cốt này mã số 2 nha, 600.000.
Tiếp theo là cái cây lấy dấu cho mọi người. Đây, lấy dấu để mình định tâm, mình khoan đó ha. Lấy dấu định tâm khoan. Đây, hoạt động ok. Hoàn hảo. Cái đầu trên đây mình có thể chỉnh nó nặng nhẹ mọi người. Nói là nhẹ lỏng là tí là nó nhẹ ha. Để mình lấy dấu nó phù hợp. Nói nó bọc liệu cứng hoặc là mềm để kiếm cái gì em thử rồi. Lấy cái này thử, không có cái miếng sắt nào hết. Đây, đó. Ngấu vô rất là sâu nha. Sắt thép gì nó cũng ngấu hết nha mọi người, inox gì nó cũng ngấu được hết. À. Cái đầu bên đây rất là cứng, cái đầu nó lưỡi nè. Nè gỗ nó búng vô cái nó lủng sâu quái luôn. Rồi cây rất là nhỏ gọn nha mọi người. À toàn thân nó là bằng đồng nha nè. Kích thước là 12 cm. Rồi mã này số 3 ha, 200.000. Rồi số 4 một cây búa cho mấy bác làm bên nói chung nhiều công năng. Làm đồ da chẳng hạn, làm đồ da ha. Để gõ mấy cái lưỡi đục. Hoặc là bên làm gon xe máy này kia, đồ da, rồi làm bên xe máy, rõ mấy máy móc ra cũng được. Cái này thương hiệu của Mizu, Mizu Hoika nha, của Nhật. Hiệu nó nè, nó đặc biệt nó full, nó bằng nhôm ha, nè. Nó đúc nguyên cây bằng nhôm ha, hai đầu nó bằng nhựa. Chung cây này bán cho bác nào đúng dịp xài ha. Ok. Bằng nhôm. Rồi mã số 4 ha, 200.000. Cái này kích thước 24 cm. Đây, cái đầu búa nè. Đầu búa khoảng 3.3. Rồi đây về một con lít dao nè. Ở mấy bác hỏi. Con lít dao của Nhật nè. Crypto Handy. Clip này nó là bằng sứ mọi người, full nguyên cây luôn nha, đúc nguyên cây đặc bằng sứ. Sứ ceramic giống như sứ sành mình đó. Nó có độ cứng. Nó có thể vỡ ra nha, nó bằng sứ đó. Nhưng mà mình dùng clip dao thì xài nói chung là rất là lâu. Vì nó liếc nó không có nó không có màu mòn nhiều. Nhưng mà rất là bén, nó liếc tinh xảo lên cái bề mặt dao mà nó cần độ tinh xảo bén á là lấy nó liếc ha. Nó rất là mịn, gần như mình không có cảm nhận được là cái độ nhám của nó ha. Giống như ví dụ như dũa nè, dũa kem mình có thể cảm nhận nè. Ví dụ như hộp này mình cảm nhận được. Còn mặt này 800 nè, cũng rất là láng luôn à, gần như không cảm nhận được. Còn cái này không cảm nhận luôn ha, láng này à. Nhưng mà khi mình dùng lên là nó sẽ hiệu quả. Rồi, cái lít dao. Đây, kích thước nó là lưỡi 34 cm ha. Tổng chiều dài nó. Mã 5 nha mọi người, cái này 400.000. Đây về cái cục này rất là độc nè mà hiếm gặp nha mọi người. Cục này cho mấy bác chuyên làm bên bê tông ha. Khoan đục bê tông, điện lạnh rồi đó. Xài cái máy bê tông mà chuyên dụng nó gài mũi vít á, gài mũi khoan bê tông nè. Rồi khi mà mình
hết mũi khoan bê tông ha, mình có mũi khoan sắt hoặc mà đầu chui tròn á là không thể nào mà gắn vô cái máy bê tông mà khoan được ha. Biện pháp đó là chữa cháy, có thể gọi là chữa cháy ha, dùng cái đầu này chuyển vô máy bê tông, kẹp vô tất cả các mũi khoan mà khoan sắt, khoan bê tông mà chui tròn ha. Đó. Mình mở ra. Mình kẹo lên máy, mình có thể không dùng cái này cũng được. Dùng máy bắn cầm này cứng ra rồi nó khóa lưỡi lừa luôn. Này. Rất là chân chu nhẹ nhàng. Tạm kèm cái đầu này luôn, đầu của Nhật. Đây hàng này theo bộ máy của Nhật nha mọi người. Rất là cứng. Rất là sừng luôn. Đầu bự nha, đầu này như là thông số nó không có ghi luôn, nhưng mà đầu này là kẹp mũi 13 ly. Ồ, cái này chắc tới 16 ly rồi. Chứ không phải 13 đâu. 13 nhìn cũng to như vậy. Em kiểm tra lại. Rồi, nó là 13 ly mọi người. Đầu khoan kẹp là một mũi 13 ly trở xuống nha. Rất là to luôn. Này, nhỏ nhất thì tầm 1.5 nha. Rồi 1.5 đến 13 ml ha. Rồi chính xác. Nguyên đầu bằng thép hết. Xài rất là bền luôn. Đây kích thước nó 13 cm. Hoàn hảo. Rồi, bộ này là mã số 6 ha, 450 nha. Đây Victor Inox lại về nè, con Victor Inox của Thụy Sĩ nha. Con này về mặt vỏ nó hơi bị xấu chỗ này ha. Đây logo. Nhưng dao thì bao đẹp luôn, rất là đẹp. Không chê đâu được. Dao rất là đẹp, không có mẻ gì hết nhưng mà. Đây. Nào. Dao bán rồi cắt giấy. Đó. Đó. Dao có đồ mới nó mới cắt được như vậy luôn. Không bị xước. Đó. Đây logo đầy đủ nha. Chính hãng Victor Inox. Thụy Sĩ. Đây, chức năng nó là đây một dao chính và một dao phụ ha. Đây là con dao luôn nha. Rất là bén. Rồi. Ba tính năng nè. Rồi, bốn tính năng. Ha. Đó, đồ khui rồi đồ mở hộp này kia. Rồi bên đây năm tính năng nè. Rồi 6 tính năng. Đây cây này là cây loại lẹm để khâu khâu đồ nha mọi người. Có thể khâu khâu giày dép đồ. Nhìn dùng cái này nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi, cây nhíp cái tâm nè. 7 ha. Rồi cái nhíp nè. 8 tính năng nè. Rồi 8 9 8 chức năng rồi, móc khóa nữa 9 chức năng nha mọi người. Bộ này chính chức năng ha. Mã số 7 nha, 250 nha. Rất là nhỏ gọn. Nó bằng ngón tay cái mọi người. Rồi, cây này cũng độc hiếm nè. Cái loại mỏ lết ha, mỏ lết mà nó dạng ngắn ngủn ha. Đây một lít ngắn ngủn, nó trong lòng bàn tay nữa ha. Mà đặc biệt nó là vặn đồ cứng, con này vặn đồ cứng đó. Mọi người xem cái độ dày của nó rất là cứng nha, vặn có thể vặn đồ cứng mà vặn ống nước cũng ok. Chung là rất là tiện dụng, nó ngắn mình đưa vô chỗ hẹp được. Size nó là 36 ha. 36 là gì, có nghĩa là miệng nó mở ra 36 ha, kẹp được cái 36 trở xuống.
độ mới gần như 90 mấy % đây. Đây. Cái tên Lobster, Lobster ha, hiệu con tôm của Japan đó. Japan là Lobster. Rồi con này 300 ngàn ha, mã số 8 nha. Quá đẹp. Đây, chiều dài nó có 15 cm nha. Đây là về hai cây hước nè, một cây cây 45 độ, một cây đo góc của Sinhua hết nha. Đây, Sinhua Japan ha. Đây quá đẹp, Sinhua quá đẹp luôn, cây đo góc nè, Sinhua chim cánh cụt sắc nét cực kỳ luôn. Rồi cây này là mã số 9 ha, 200 ngàn. Đây số 10, cây 45 độ nha, cũng rất là đẹp luôn. Hép dày, hép không gỉ nha, cây này xài muôn đời, xài làm đồ gỗ, đồ cơ khí, đồ là xài muôn đời, không thể nào mà nó hư, nó gãy được hết ha. Lại nó không có xét được, đồ gỗ thì nó không có tiếp xúc nước rồi, còn cơ khí đồ này kia đồ nó có bôi dầu đó ha, dính dầu vô nó sẽ bền, không có mà nó bị xét được. Thép không gỉ của Nhật nữa ha, muôn đời luôn, made in Japan nè. Con này cái hoa văn nó còn rất đẹp luôn nha, nó còn đậm nét mực in đó, mực nó khắc vô rồi nó in mực lên đó, rất đẹp luôn. 45 độ, đúng chuẩn 45 độ, mình cắt đồ là ráp đồ, ráp khuôn ảnh đồ này kia vô 45 độ chính xác. Mã số 10 ha, 150 nè. Rồi cái dũa nè, dũa này là dũa hợp kim của Nhật nha. Dũa này hai mặt mọi người, một mặt nó dạng nó tròn tròn bầu bầu để dũa mấy cái như lưỡi đục này kia, nó lởm vô ha, lởm gì nè. Còn mặt này mặt phẳng, đây mặt phẳng là cái thông số nó là số hạt 800 nha. Rồi mặt lòi này là 400 ha, nhám hơn nè, dũa ngón tay được nè, bên đây cũng dũa được ha, rất là mịn, bên đây rất là mịn, rồi vô cảm nhận nó rất là mịn, bên đây nó hô hơn. Hai mặt độ mới còn rất là cao, cái này cái dạng nó cao su nó bị cấn lên, nó bể rồi mọi người, cái trên cái tay cầm này ha, bị nắng á, nó nứt ra nè ha, chứ còn cái dũa này là nó chưa có xài nha. Đây gần như hạt là nó gần như 90 mấy % luôn nè. Vì xài á là nó cứng vô và nó sẽ tạo ra cái lớp đen đen khi mà xài rồi. Rồi cái này còn trắng tinh, mã 11 ha, 200 ngàn. Cái dũa rồi, hai cây tu vít nè, tu vít hụt lụi để mở nhanh nè mọi người. Đây nó có xoay chiều đảo chiều nha. Đây, đây là nó khóa lại nha mọi người, mọi người dặn vô là nó khóa, nó không có ấy được nha, phải dặn ra nha. Chỗ này nè là khóa lưỡi, là khóa sạch, đây khóa vậy nè, khóa đem cất đó, dính luôn rồi đó, quá êm, đảo chiều ok hết nha. Rồi theo bộ này là nó có hai lưỡi nha, đây hai cái mũi vít ha, nào một mũi ba ke ha, BH1. Rồi mũi này BH1, rồi mũi ba ke là BH1 nha, nè đầu nhọn, và một mũi vít dẹt gắn vô gắn lưỡi. Mọi người chú ý cái điểm tròn trên cái đầu của tu vít nè, trên đây nó có khớp nè, nó có khớp,
chọn ngay cái điểm tròn và nhấn vô ha. Rồi, ngay cái điểm tròn này nhấn vô ha. Rồi nhấn như vậy là nó ok rồi đó. Ha. À, nó vô vậy là nó ok nè. Và muốn mở ra mọi người đè cái này xuống ha, đè cái này nè. Đè xuống rút ra, nó đè xuống như này rút ra, nó hai cây giống y nhau ha. Ok hết rồi. Đây, ngay điểm tròn này. Nhấn vô. Ok. Ok, rồi đè xuống. Rồi. Hai cây nha mọi người. Nó có hai cây. Nè, mã 13 và mã 12 ha. 300 ngàn một cây. Một cây gồm hai mũi ha. Nè. Hai mũi như vậy ha. Mũi dẹt và mũi ba ke bếp 1. 12, 13. Rồi, tiếp theo bộ vít gốc này. Vít này mở gốc hẹp nè. Của Sulat, Sulat, Sulat Japan. Con này có đảo chiều đầy đủ nha. Nè. Vẫn rất là nhẹ. Đảo chiều nè. Đó. Đảo chiều ha. Vẫn rất là nhẹ nha mọi người. Rồi đẹp. Đi kèm là cái bộ đầy đủ mấy cái đầu như vậy luôn nha. Nè. Ở đây mũi vít mình gắn như vậy ha. Này gắn vô đây nè. Nó có một cái bi nó chặn rồi nhưng mà nè, cái bi để mà nó khóa cái dính chặt cái lưỡi này nè, nó hơi khô cái bi này, gõ gõ cái nó vô. À, nó vô nó sẽ như vậy ha. Tay vặn rất là nhẹ nha, phù hợp mọi người vặn ở mấy cái hốc kẹt á, hốc kẹt mà nó tua vít dài nó vô không được, đút cái này vô và như gầm rồi nè ha. Đảo chiều đầy đủ. Rồi. Nó ok luôn, đầy đủ cái bộ luôn ha. Để mình xài. Rồi bộ này chỉ là 200 ngàn. À, số 14 ha. Rồi tiếp theo là cái con đây, con này nha. Con búa leo núi của Pháp sản xuất. Chalet Moser Franc Pháp ha. Đây một đầu nó là dạng cái cuốc thôi mọi người ha. Ha, cái lưỡi dạng cuốc, một cái đầu nó có răng nè, để bấu vô búa vô đất á, bấu vô mình leo ha, dạng leo núi hoặc là cuốc đất, cái này cuốc đất được cũng được luôn nè, này bấu vô đất đá rồi bấu xuống. À, cái đầu này có đầu nhọn ha, cái soi đồ này kia nãy rồi cũng được. Thân này là bằng nhôm nguyên cây luôn mọi người, đầu thì bằng thép, thân bằng nhôm này nha, nên nó nhẹ mà nó chắc. À, nó nhẹ mà nó rất là chắc. Này sơn thì nó bong ha, năm tháng nó còn bong. Rồi con này nó dài, con này rất là gọn mọi người. Thường mấy búa núi nó sẽ rất là dài. Cây này 60. Rất là tiện để mình bỏ xe nè.
búa núi cái dạng mà ngắn vậy nó cũng ít gặp hơn là cái loại dài ha. Rồi con này mã 15 nha, 450. Rồi tiếp theo cái cây bốn đầu này nha mọi người, cờ lê. Cờ lê vận nhanh tự động, xuân cây, bên xuân cây nè, hiệu là muối Nhật. Đặc biệt nó là bốn đầu nha, bỏ vô cốp xe ok lắm. Khi mà cần dùng, với lại nó rất là tiện. Mọi người nhìn nó nhỏ xíu nè, trong lòng bàn tay mà nó bốn bốn cái tẩu luôn nha. Vận được bốn cỡ ốc 10 nè, 12 mili nè, 13, 14 mili ha. Tự động vận nhanh đảo chiều. Rất là ok. Thép rất là cứng nha, full thép hết. Thép rất dày luôn. Rồi chiều dài nó 17 cm. Rồi con này là mã số 16 ha, 250 nha. Rồi nay em có ba cái quạt nè mọi người. Và ba kiểu quạt này nè. Japan hết nha. Quạt 12V hết nha. DC 12V. Người xài bình ok. Xài xe máy ok. Xài outer ok. Rồi. Đem thử cho mọi người xem nó chạy luôn nha. Rất là êm. Đây em thử qua cái adapter 12V này, nó sẽ dạng như vậy nè ha, có cái đầu vậy nè. Rồi đây là cái adapter 12V nè, nó ra điện 12V nè ha. Nè cái dây đỏ nè mọi người, rồi cái quạt này là dây đỏ nó là cộng ha, đúc vô giữa. Adapter ở giữa thường đa số là nó sẽ cộng. Rồi rất là mát nha, nó quạt chế làm quạt trong phòng rất là mát. Đây là nó xuất dây. Rồi rất là mát nha, nè êm nữa, tương đối có khá là êm. Ở đây công suất nó là 12V 0.45A Made in Japan. Rồi con quạt này 150.000, mã 17. Đây kích thước là 12 x 12 ha, 12 x 12 x 2.5 cm. Rồi con 18 này nó bằng nhôm nha mọi người. Vỏ bằng nhôm. Con kia thì vỏ nó bằng full nhựa cứng. Con này bằng nhôm. Cũng là 12V ha. Đây. Và ngay cái tem công suất nó bị mất. À, bị mất không biết bao nhiêu nữa, nhưng mà không chấm mấy ampe đó. Rồi cái này cộng thì cũng là dây đỏ nha. Mặc định dây đỏ là cộng luôn rồi. Rồi chạy thử luôn ha. Đây. Khá là êm nè. Rất là mát nha. Cái hướng này là nó thổi ra nè. Thổi ra. Nó mát lắm. Rất là êm. Con này êm lắm. Rồi Made in Japan. 12V hoặc nhôm. Cái này là cũng 12 x 12 luôn. Rồi độ dày nó là tới 3.8 cm này. Con này là mã 18 à, 200.000. Rồi tiếp theo con này cũng 12V nha mọi người. Con này tới gần 1 ampe nha. Nè công suất nó nè.
Con này nói chung là mạnh nhất nè. Chạy rất là mạnh. Đây, cục outer vẫn chạy được. Outer thường mọi người tìm cục outer cao ampe xíu. Chút 2 ampe trở lên là mình xài quạt này thoải mái. Rồi cộng vẫn là dây đỏ này nha. Đây rất mạnh luôn nha. Mọi người xem cái tiếng rít. Đây rất là mạnh. Đó. Con này cũng Japan luôn nha. Cùng thương hiệu với cái thằng này nè. Hai thằng cùng hiệu nhau nè. Rồi 12V 0.98A 12 cũng kích cỡ 12 nhưng 12 nhưng cho 3.8. Nè, quạt cái kiểu cánh nó xoắn hơn. Mỗi cái quạt nó kiểu cánh nó khác nhau. Rồi con này 300.000 nha. Mã số 19. Rồi. Nói về cái đồng hồ quá đẹp. Một con đồng hồ Citizen của Japan, xài pin. Đây là cái kiểu vỏ. Vỏ nó dạng như nó kiểu gỗ mọi người. Kiểu nó giả gỗ. Nhưng mà không cần biết bằng chất liệu gì mà nó rất là nặng nha, khá là nặng. Nó cứng. Cứng khá là nặng. À, con này nó gần 800g á. Cũng khá là nặng. Đồng hồ này dạng để bàn mọi người, không có treo được. Nè, kiểu nó là để bàn, còn cái chân chân để bàn luôn nè. Đó, quá là đẹp, đồng hồ chạy ok chính xác. Kiểu niềng nó vàng nè ha. Cọc số đồ nó mạ màu vàng hết. Đó bên trong Japan nè. Citizen, kim rất là đẹp, kim dạng cổ điển. Rồi đây máy nè. Máy khỏi chơi luôn. Máy da bên. Máy giày cui. Chi tiết bằng đồng. Trong. Rồi xài pin này nè. Pin tiểu, pin nhỏ ha. 1.5V đó. Độ mới rất là cao. Đầy đủ nắp đây. Citizen. Rồi kích thước nó là bề ngang nó là 20 ha. Chiều cao là 17. Rồi độ dày cái hớt gỗ này 5 phân ha. Rất giống gỗ, rất giống là kiểu gỗ ha. Chung nó hoàn hảo, rất đẹp. Rồi con này mã 20 nha, 700.000. Con đồng hồ Citizen. Rồi em hết rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, ủng hộ. Em gặp lại trong video kế tiếp nha.